Bạn đâu nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, ghé ngay shopriaki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Riaki mình, shopriaki.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cập nhật OB38, và OB38 thì sẽ có gì hay? Tất nhiên là phải có nhiều cái hay rồi, tuyệt vời mặt trời. Ok, một trong cái đầu tiên của OB38 đó chính là sự thay đổi ở trên cái map sinh tồn với một cái tòa nhà rất là to như thế này. Cái này bên Nga gọi là kho vũ khí, và kho này chúng ta sẽ cần những cái chìa khóa đặc biệt mua ở trong, đó là cái máy bán hàng để mà có thể vào đây. Trong này có thể loot được những cái vật phẩm cao cấp đến level 3, kiểu như M41 level 3 trong này có luôn. Đấy, mũ 3, sáp 3 các kiểu, và cung cấp cho chúng ta một nơi ẩn nấp. Bên cạnh đó thì OB38 sẽ có rất nhiều những cái cập nhật khác mang tính tinh chỉnh, ví dụ như là máy tạo keo, khi mà chúng ta bị trúng sát thương thì nó sẽ tự đẻ ra thêm bom keo. Đấy, nhưng mà nó sẽ chỉ áp dụng chế độ đầu to mà thôi. Hoặc là cái radar giúp cho chúng ta cứ 75 giây thì nó, cứ 25 giây thì nó sẽ quét cho chúng ta một lần để cho chúng ta phát hiện ra một cái vật phẩm cao cấp nào đấy. OB38 là một phiên bản mà sẽ có rất nhiều những cái tinh chỉnh cập nhật về lối chơi. Ví dụ như là chúng ta sẽ có chế độ tự hồi sinh ở tại sinh tồn solo, nghĩa là nếu như mà trong 3 phút đầu tiên chúng ta phải nằm xuống bởi vì bị đối phương hạ gục, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng cái nút revive hay là nút cứu ngay để có thể đưa chúng ta nhảy dù quay lại trận chiến. Điều này nó sẽ giúp cho trong 3 phút đầu tiên thì sẽ không có thanh niên nào phải bay màu cả, mọi người đều có một cơ hội làm lại trong chế độ hồi sinh solo. Nhưng chế những ngày này chỉ áp dụng trong chế độ hồi sinh solo thôi, còn chế độ team 2 hoặc là squad thì chết mà không ai cứu thì vẫn ra đi luôn. Ngoài ra thì OB38 sẽ cập nhật thêm, đó là radar nhặt đồ, một vật phẩm mới, cứ sau mỗi 25 giây thì sẽ hiển thị các chiến lợi phẩm chưa được nhặt trong vòng 75m, thông báo về vật phẩm được phát hiện dưới dạng pin, ghim cài và có thể vô hiệu hóa thủ công ở trong ba lô. Đây cũng là một cái khá hay, thi thoảng thì nó báo cho chúng ta ở đâu đó có xu, ở đâu đó có đồ ba lô, hai ba lô ba thì cũng khá là ngon. Ok, phiên bản này sẽ có hàng loạt những sự cập nhật liên quan tới các nhân vật trong Arena Free Fire. Đầu tiên chúng ta cùng nhau đến với cặp đôi Samurai, một người thì tăng, một người thì giảm, gọi là dã man. Hayato sẽ bị giảm sức mạnh đi rất nhiều, mức HP tối đa giảm đi 10%, thì xuyên giác sẽ chỉ còn tăng đó là 5% thay vì 7% như phiên bản cũ. Bên cạnh đó thì khi thức tỉnh thì cái việc giảm sát thương trước mặt cũng giảm từ 3,5% xuống còn chỉ là 3% mà thôi. Đây là một cái mức giảm rất là lớn vào vị trí Hayato. Trong khi đó thì Kenta với kỹ năng khiên thịnh nộ chủ động của mình sẽ tạo một khiên chắn có chiều dài, chiều rộng là 5m, giảm 50% sát thương so với 70% sát thương trước đây. Tuy nhiên thì bây giờ Kenta khi mà bắn trả đối phương thì sẽ không bị mất đi cái khiên này, mà sát thương gánh chịu giảm còn 10% và vẫn có thể bắn ngược trở lại đối phương được. Thời gian hồi chiêu rất nhanh, chỉ là 70 giây mà thôi. Nói chung là một người thì lên voi, một người thì xuống làm cờ hó thôi, thì biết làm thế nào được. Thì đây là về cặp đôi ninja. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cặp đôi khác cũng được thay đổi về mặt kỹ năng của mình, đó chính là Tatsuya và Leon. Thì cả hai nhân vật này đều được tăng sức mạnh. Tatsuya với cái kỹ năng đó là tốc hành tức thời, lướt về phía trước với tốc độ cao trong vòng 0,3 giây. Thời gian hồi chiêu được giảm rất mạnh, từ 120 giây xuống chỉ còn là 60 giây nữa là chúng ta có thể dùng liên tùng tục. Kỹ năng này có thể tích lũy được sử dụng tới 2 lần, thời gian hồi chiêu giai lần là 5 giây. Trong đó Leon, một trong nhân vật rất là yêu thích, thì cũng được thay đổi, đó là kỹ năng ghi điểm phút chót sẽ hồi máu tăng từ 30 lên 60 HP sau khi tham gia giao tranh. Đấy, tức là sau 3 giây kể từ khi mà bạn giao tranh mà bạn không bị nhận thêm sát thương thì bạn sẽ được hồi 60 máu. Quá thơm. 60 máu là một lượng máu rất nhiều, đầy đủ để cho những người chơi sử dụng kỹ năng của Leon này có thể lật kèo. Có thể thấy những cái nhân vật gốc của Arena Free Fire càng ngày càng được tăng sức mạnh, nó gọi là vãi hàng của đại bàng luôn, nó phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Thì rõ ràng đây là hai nhân vật mà có lẽ chưa nhiều người chơi, nhưng tôi nghĩ phiên bản này sẽ có nhiều người chọn nó hơn. Tiếp theo là hai nhân vật hợp tác, thì trong phiên bản này đều sẽ có khả năng sẽ bị biến thành chip. Đấy, khi mà Jay Bieber cùng với đó là Skyler sẽ không xuất hiện ở trong cái quảng bá. Ok, với Justin Bieber thì chúng ta sẽ bị giảm cái kỹ năng hỗ trợ cầm lặng. Từ đó là vòng 15% xuống chỉ còn 12% sát thương gánh chịu bằng EP mà thôi. Đấy, và cái này cũng sẽ là một cái giảm khá là nhiều. Trong khi đó thì với Skyler của chúng ta thì Skyler sẽ thay đổi hoàn toàn kỹ năng của mình. Thay vì thổi một phát bay bom keo thì bây giờ sẽ chỉ bắn ra một quả cầu lửa va chạm với tường của bom keo thì nó sẽ phát nổ và tạo ra một vùng tương tự như lựu ăn mòn. Thì đây cũng là một trong những thay đổi chí mạng. Và bên cạnh đó thì Skyler cũng sẽ mất luôn đi cái nội tại là đặt keo
nào hồi máu nữa. Cái này thì mấy anh em mà chơi one shot phải gọi là khóc thét. Đấy, chơi one shot phải gọi là khóc thêm thét luôn. Thì đây rõ ràng là một trong những cái tác động mà gây ảnh hưởng cộng đồng one shot của Free Fire. Đấy, với kỹ năng của Skyler thì bây giờ nó sẽ như thế này. Chúng ta sẽ bắn ra một cái quả cầu, nhưng mà thay vì nó thổi bom keo thì nó sẽ chỉ nổ thôi. Và nó sẽ tạo ra một cái vùng gây 400 sát thương. Nói chung là nó tiêu bom keo đi cũng khá nhanh. Phải nói rằng là nó phá bom keo đi khá nhanh. Tuy nhiên thì nó sẽ không thể lợi như là kỹ năng cũ được. Kỹ năng cũ nó vẫn tuyệt vời hơn. Kỹ năng cũ nó vẫn phải gọi là đỉnh của chop, mà gọi là chọc của đính hơn. Rõ ràng là với kỹ năng này thì bên Ghana Free Fire họ cũng đang là phần nào làm giảm đi cái sức ảnh hưởng của Skyler, đặc biệt là với những người bắn tỉa. Với những cái anh chàng mà chuyên chơi bắn tỉa trong Free Fire hay là chơi chiến thuật gọi là phá keo gây bất ngờ đối phương, thì rõ ràng bây giờ cái tính bất ngờ nó không còn. Đối phương khi mà thấy rằng dưới chân có cái bình đó là cái nổ này của Skyler thì họ sẽ bỏ chạy ngay. Trong khi đó thì cái này nó cũng hoạt động tương tự như liệu ăn mòn, nhưng nó không có sát thương. Ít nhất là liệu ăn mòn vẫn có khoảng 18 sát thương, 18 hay 20 sát thương, vẫn rất là giòn. Thì đây cũng là một trong những điều mà khiến cho anh em cảm thấy rất bức xúc, vì sợ rằng là Skyler sau phiên bản này sẽ không còn ai dùng nữa. Ok, thì đó là vấn đề của Skyler. Chúng ta tiếp tục đến với một cặp nhân vật tiếp theo, đó là Iris. Nhân vật này cũng được cân bằng lại nhưng mà không thay đổi gì nhiều. Đơn giản là cái kỹ năng của Iris sẽ luôn là 10 giây kể cả khi ở level 1, và sẽ đánh dấu đối phương hiệu quả trên 5 tường bom keo tối đa, thời gian hồi chiêu sẽ là 55 giây. Nói chung là Iris thì kỹ năng vẫn như vậy. Đấy, may mấy Nana không thay đổi ngoại hình đi. Nhân vật này đang là nhân vật xinh nhất trong Nana Free Fire. Ok, trong khi đó chúng ta sẽ có một cái cập nhật về một nhân vật mới sẽ xuất hiện luôn ở trong phiên bản OV38 khi vừa mới ra. Nhân vật này tên là Santino Valentin. Đấy, nhân vật đầu tiên mà tên rất loằng ngoằng. Và nhân vật này trông khá đẹp trai. Và nhân vật này kỹ năng sẽ là dịch chuyển nhân dạng, gọi ra một mana canh với 200 máu tự chủ di chuyển đến vị trí bất kỳ trong vòng 12 giây. Người chơi sử dụng kỹ năng lần nữa để lập tức di chuyển tới vị trí đó, mana canh sẽ bị phá hủy sau khi sử dụng, thời gian hồi chiêu là 80 giây. Đây là một kỹ năng mà cá nhân mình đánh giá là nó khá thú vị ở trong Ghana Free Fire. Nó giúp cho nhân vật chúng ta có khả năng dịch chuyển tức thời. Đấy, biến từ vị trí này đến vị trí khác. Anh em nào mà chơi liên quân rồi thì có thể cảm tưởng nó giống như là nhân vật Pioneer. Nó giống như vật Elandor. Đấy, khi mà ném ra một con bướm ấy, sau đó thì bay đến vị trí con bướm, thì con này nó cũng như vậy. Đấy, thì cái con này nó sẽ có thể dịch chuyển tới vị trí của cái hình nộm và giúp cho chúng ta tạo ra một sự bất ngờ. Nói chung là cái kỹ năng của Santino Valentin này mình đánh giá là một kỹ năng theo dạng tương đối sáng tạo và có lợi trong combat. Đấy, dành cho anh em mà biết cách tính toán, và nó giúp cho chúng ta gọi là chơi nó cũng hợp lý hơn. Đấy, chơi rất hợp lý. Đấy, chúng ta có thể lao ra bắn đối phương và chúng ta có thể quay trở về cái nơi mà chúng ta vừa giao tranh. Đấy, rất là hay. Hoặc là chúng ta có thể tạo ra một cái con mana canh để đánh lạc hướng đối phương, sau đó đi bắn và áp sát đối phương. Ok, ở trong phiên bản này thì khi mà bắt đầu mỗi ván thử chiến ấy, chúng ta cũng sẽ được chọn một kỹ năng. Đấy, chúng ta sẽ được chọn một kỹ năng, và nói chung là cái kỹ năng của súng ấy sẽ bị loại bỏ, nhưng mà cái kỹ năng được cộng thêm này thì mình thấy nó cũng khá lợi. Không biết là cái này áp dụng cho mỗi thử chiến thường hay là cả thử chiến rank cũng có. Cái này bên Ghana Free Fire cũng chưa thông tin chi tiết. Ok con rể, để mà chơi Free Fire OB38 ổn hơn thì anh em đừng quên ghé qua Riaki Store. Đây là bán rất nhiều cái mẫu tai nghe cách âm chống ồn, tai nghe giúp chúng ta chơi Free Fire, chơi liên quân, chơi các loại game trên di động là tốt hơn. Bên cạnh đó thì khi mua một tai nghe, anh em sẽ được nhận ngay đó là một con mini Lego. Trong khi đó thì mua một quả tản nhiệt tặng ngay một bao tai memo cách vuốt tâm chống đầu, vuốt tâm trúng đầu. Các anh em đừng quên đó là đường link tham khảo Riaki Store HN, Riaki Store HCM nha. Chúng ta cũng sẽ có một con trợ thủ mới tên là Cactus. Đấy, con này thì nó có kỹ năng mang tên là tự cung tự cấp. Khi chủ sở hữu đứng yên trong vòng 8, 7, 6 giây, nó sẽ hồi chúng ta 10 EP một giây. Quá trình này dừng lại theo khi 100 EP đã được hồi, hoặc khi di chuyển hoặc nhảy. Nói chung đây là một con pet theo dạng phòng ngự, tức là chúng ta sẽ đứng im thì nó sẽ tự tăng EP của chúng ta, và nó sẽ tăng rất nhanh lên con số 100. Pet này hợp cho những người thích ẩn nấp. Đấy, hợp cho những người thích ẩn nấp, và trông nó cũng khá là cute hồn me. Mặc dù vậy mình cũng đang chưa biết là kỹ năng này có thể áp dụng vào trong giao tranh như thế nào. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có một vật phẩm mới tên là radar gây nhiễu, và cái cục gây nhiễu này ấy, nó sẽ giúp chúng ta ẩn thân, kể cả khi nếu mà chúng ta có cái cục này trong người thì kể cả khi đối phương sử dụng clue hay author đều sẽ không quét được vị trí chúng ta, máy UAV cũng sẽ không quét được chúng ta. Nói chung là sẽ không bị quét ra bởi bất kỳ một cái phương tiện hay một kỹ năng gì. Thì đây sẽ là một cái vật phẩm rất mạnh và giúp chúng ta tàng hình ở trên bản đồ so với đối phương. Ok, một loạt các súng xiển các kiểu sẽ được thay đổi. Đầu tiên đó là AUG, nó sẽ
tăng 10% tốc độ bắn, sát thương tối thiểu sẽ bị giảm đến 10%, nhưng xuyên giáp và tăng lên 10%. Đây hứa hẹn sẽ biến AUG trở thành một trong khẩu súng bắn nhanh nhất trong Gana FIFA trong phiên bản tới. Bên cạnh đó thì khả năng tốc độ bắn và xuyên giáp được tăng thêm, nó cũng sẽ giúp nó tạo ra được nhiều lượng sát thương hơn. Bên cạnh đó sát thương tối thiểu bị giảm thì không đáng kể. M60 rất mạnh với 5% tốc độ bắn, 10% độ chính xác và 15% tốc độ bắn khi ngồi, thì chắc chắn là M60 level 3 sẽ là bố các loại bố trong súng rồi. Ở OB38, Parafan sẽ tăng thêm 10% tốc độ bắn và 10% độ chính xác, rất mạnh, nhưng băng đạn sẽ chỉ còn lại 18 viên thôi. Thì các bạn cảm giác đây là một dạng M14 không dùng chip đấy. Và Parafan mình nghĩ rằng là nó sẽ khá đáng sợ trong phiên bản này, khi mà với 10% tốc độ bắn cộng thêm thì tốc độ bắn nó sẽ là rất nhanh. Khẩu Mark 10 cũng sẽ được tăng thêm sức mạnh. Nó được tăng thêm đó là 5% sát thương, 10% sát thương tối thiểu và 5% sát thương tối đa, biến nó sẽ trở thành một công cụ chết chóc để cạnh tranh với cả UMP hay là MP40. Khẩu G36 tiếp tục được tăng sức mạnh trong phiên bản này, với chế độ tấn công sẽ tăng tầm bắn, tăng tầm bắn nó thêm 10%. Cái này thì cũng ok, này chúng ta sẽ bắn trúng đối phương dễ hơn thôi. Trong khi đó khẩu Dragon ở chế độ shotgun nó sẽ tăng thêm 12% tốc độ bắn và 10% độ chính xác. Tại vì cái khẩu này ở chế độ shotgun nó bắn hơi bị giật cục ấy, thế nên là cũng tăng tốc độ bắn sẽ giúp cho nó có thể dồn đam tốt hơn. Và dù vậy thì cả hai khẩu này tuy tăng sức mạnh nhưng mình nghĩ là có lẽ là chúng nó không được ưa chuộng cho lắm. Tiếp theo là M79 sẽ bị thay đổi, nó sẽ có tốc độ thay đạn được tăng thêm 15%, nó sẽ thay đạn nhanh hơn, nhưng nó sẽ chỉ tương thích với đạn M79 thôi, mà đạn này sẽ rất là hiếm. Thế nên là trong phiên bản này sẽ rất khó để cho chúng ta có thể nhặt tới mười mấy viên đạn M79 để spam. Cái đạn phóng lựu cũ sẽ dùng cho súng phóng lựu nhỏ hay là súng rocket hay là MGL-140. Trong khi đó thì M79 sẽ dùng một loại đạn mới, thì là đạn M79 nha anh em nhá. Ngoài ra thì phiên bản này sẽ có thêm cái xếp hạng top thâm thạo súng khá là hay. Một vật phẩm mới đã thêm vào trong game, đó là máy tạo keo. Nhưng máy này sẽ chỉ dành riêng chế độ đấu to thôi. Như những gì mà mình đã có nói ở đầu video clip, là khi mà chúng ta cứ bị trúng sát thương thì chúng ta sẽ tự đẻ ra thêm bom keo. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái mục mới, tên là mục ô kỹ năng. Đó chính là nơi mà chúng ta sẽ set up tất cả kỹ năng cũng như là các cái kỹ năng của pet, rồi cái đồ tiếp tế mang theo, và đưa nó vào trong các preset, các mẫu có sẵn để chúng ta chọn nhanh hơn, đỡ phải đổi qua đổi lại vào chỉnh từng con một. Thì bây giờ chúng ta sẽ có sẵn 2 set để chúng ta chỉnh. Một meta mới ở tử chiến sẽ thêm vào, đó là vòng bo di chuyển. Đến vòng bo cuối thì vòng bo nó sẽ không đứng im một địa điểm nữa, mà nó sẽ chạy về một hướng bất kỳ nào đấy trên bản đồ. Và những người chơi nếu như họ muốn trụ ở bo cuối thì họ sẽ phải chạy theo vòng bo này. Đây cũng là một tính năng mà tránh cho những cái giai đoạn cuối các bán tử chiến nó trở nên tiêu cực với những người chơi chơi theo kiểu tanh bo hay các thứ. Thì bây giờ nói chung là tanh bo sẽ vứt vào sọt rác nha anh em nhá, tanh bo sẽ vứt vào sọt rác luôn. Và ngay ở trong phiên bản OB38 này, OB38 không có quá nhiều sự cập nhật, nhưng chúng ta sẽ có một khẩu súng mới dành cho người chơi, đó là khẩu Golden Mark 10. Đó là khẩu súng được free dành cho anh em mà chơi tử chiến xếp hạng. Thì khẩu này với việc mà Mark 10 vừa tăng sức mạnh thì mình nghĩ là có thêm skin này cũng khá là ok la. Khá là ok. OB38 nó không có quá nhiều những cập nhật. Thật ra nó có rất nhiều những cập nhật li ti và tinh chỉnh về gọi là chữa giật lag cho game thôi. Đấy, các bạn có thể xem trên cái trang cập nhật của Gaiana FIFA để biết thêm thông tin chi tiết hơn. Ngoài ra cuối cùng thì chúng ta sẽ có thêm một cái hợp tác. Lâu lắm rồi mình có một hợp tác mới với Gaiana FIFA, và hợp tác đầu tiên trong năm 2023 sẽ là hợp tác với tựa game Devil May Cry của Capcom. Một tựa game chặt chém khá là hay, và cái này sẽ mang đến cho ta đó là một cái skin xe mới, ít nhất là hai bộ trang phục mới của hai nhân vật trong game, đó là Dante là ông ở bên tay trái tóc dài, và Nero là ông trẻ con, ông trẻ trẻ tóc ngắn kia. Đấy, thì hình như Nero là cháu Dante hay sao ấy, tôi không rõ, tôi không chơi game này, tôi không biết. Ok, thì đó là một số những cái tổng hợp về những cái cập nhật quan trọng nhất liên quan đến OB38. Anh em đừng quên like, subscribe kênh của Ria Gaming, bấm chuông thông báo không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình trong tương lai nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.